cái giường này thì cháu được sẽ trích cái tiền quý ra để mà mua các bác nhé. Đấy, còn là những cái vật dụng còn lại thì là thứ nhất thì có bà An Phạm này, và thứ hai thì có bà Phương Kế Phanh này, và thứ ba thì có hai chị là Nguyệt Thúy này. Thế là đúng không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở đây thì nếu mà các bác theo dõi được những thức phim hôm trước mà cháu Lực đăng tải lên thì cũng đã biết rằng là mấy anh em đã đi sắm sửa vật dụng cũng như là phần nội thất cho gia đình của bác cháu hết rồi cô bác ạ. Đấy, và những cái khoản đấy thì có các bác với lại có bà nào mà tài trợ thì cháu Lực cũng đã đều nói thêm một chút rồi. Đấy, thì bây giờ hôm nay thì cửa hàng mới chở nội thất cũng như là đồ dùng tới cho ba ông cháu được cô bác. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì hôm nay thì có khá là mưa nhiều, mưa kèm theo đó thì còn theo không khí rất là lạnh nữa cô bác, lạnh nó rất là buốt. Ô tô thì bây giờ hiện tại đã lên tới nơi rồi đấy. Bây giờ thì chắc là phải bảo anh ấy để lùi đít ra bên kia. Anh ơi, chắc lên trên này xong lùi đít ra bên kia đây anh ơi. Tiết thì hôm nay có gió rất là nhiều quá anh ơi, lùi đi ra lên trên xong lùi đầu lên trên xong quay đi ra đây anh ạ. Anh tiến cái đầu lên trên xong là lùi đi đi vào sân này, xong rồi một tí nữa thì sẽ bóc để sân này luôn.
Đấy, bây giờ thì đang đường đi khó nữa, cho nên là cái tiền cước xe để mà thuê đến đây cũng khá là đắt cô bác. Hầu như là một đủ một xe luôn đấy. Không tiến được vào trong kia anh, lên ở trong kia. Vâng. Thế thì phải bốc ở đây luôn à? Hôm nọ có cái xe gì của anh nhỏ 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 con cái còn à, nhưng mà hôm đấy là trời nắng. Vâng. Chỗ này thì sợ tí nó bị lún ở đây nhỉ anh nhỉ. Con cầu này vâng. Vâng. Thế thì tôi chắc là để đấy tí bốc ra để đây luôn anh ạ. Hả? Làn hai mẹ. Đi đăng lại đi, họ cần bài lễ bác. Họ bác. Ồ. Ấy bác ở thôn Hồ San chứ? Ồ. Ờ. Ồ. Đường hôm nay mưa thì có nên đi khó hơn không anh? Tại đây thì trong buồng có là tủ lạnh này, bình nóng lạnh này, tủ giường và ghế ngồi, tất cả mọi cái thì đều cũng đầy đủ hết rồi các bác ạ. Đây, vừa rồi thì điện cho em sửa, em mới đang gọi người để sang đây mà bóc rồi. À bác. Ừ. Ừ. Có cô đi lại mẹ. Ừ. Nhiều đồ thế nhỉ. Ui hôm nay gió to lắm nhỉ, lạnh hơn. Ồ, hôm nay mở màn ngày đầu tiên kỳ luôn. Mà cái nữ bao bao hả? Ấu chưa bác. Bao bao cái chết cơ. Ta chỉ thích mà. Bây giờ thì sẽ lùi cái xe ra để vào sân để làm sao mà ra bên này bóc để cho nó rộng rãi hơn một chút thôi bác. Ấy cô em đi xem cái cục đá là to không? Là vứt đây cho anh nhờ cái. Chưa có cục đá to nào ấy. Đây này không có cục đá nào nhỉ? Một ngày gió rất là mạnh các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy cái ô cái lưng đá nó trèo kia. Thổi bay tung lát đường lông luôn. Đấy, đường trơn cho nên là anh lái xe lên thì cũng khá là hơi vất vả một chút, hơi khó khăn một chút. Đấy, nhặt đá néo đây cho anh nhé. Xem là cái này có tảng đá nào to không? Sử thì vừa rồi đã được gọi rồi nhưng mà vẫn chưa lấy sang quá. Chắc là đường trơn quá cho nên là em cũng đi bộ sang thôi. Tại ở đây thì những cái món đồ trong này thì hầu như là hoàn toàn là một tí nữa sẽ phải là vận chuyển bằng sức của con người hết. Còn ở trong đó có mấy chạm bát, ví dụ như bình nóng lạnh thì có thể là dùng xe để mà chở vào. Trên vùng cao này thì mưa, những ngày mưa này có bác này lái xe thì rất là nguy hiểm, đường thì rất là chân trượt. Dạ. Đồ giường tủ nữa anh. Ây à, con chó anh có vẻ đi theo anh suốt đấy nhở. Vâng, thế chào anh Bài nhá. Rồi, chào anh. Đấy, thưa bác, đây là anh trưởng thôn của bên này em xử. Anh từ lúc mà mới đi vào làm nhà ấy, anh trưởng thôn cũng có giúp đỡ cho anh em khá là nhiều. Không vào được anh. Thế thì để đây ông đợi em ra xong rồi bóc với anh nhở. Nhưng mà tí anh quay đầu thì cũng quay khó mà. Không thì vừa rồi nếu mà lấy đà lên chứ được bắt từ trên này sang là được không anh? Đất
kia rất trơn cũng vào lái được. Vâng. Được hết lái rồi. Vâng. Đang mưa phùn rất là nhiều quá. Hôm nay lạnh biết sự nhờ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì có vẻ khá là lạnh cô bác. Đây à, đây nhờ đây à. Đây khá là đông người đây rồi cô bác này. Đây thì chắc chắn là phải là đông người thì mới vận chuyển được hết. Đây thì có khá là nhiều đồ cô bác ạ. Mà hốt rồi chị. Biết lâu nè. Xin lỗi ông nó. Xin bảo rồi chị nó. Ấy thả lao chú ở lao nào bị răng rô phí vật bằng xe hôn nè. Trong kia là cái tivi này. Ai có thể bắt tivi đi trước đi này. Bắt tivi ấy. Đây xử lấy tivi ra đi. Mở cửa ra lấy tivi ra. Đi nha. Ấy. Mở cửa lấy tivi ra đã. Tivi này bác cẩn thận nhá. Rồi. Bác cẩn thận nhá tivi ấy. Rồi, đi đi. Cho bạn cho bạn gái đây bác về trước đi này, sửa tí ở đây bóc cái ghế này cho bạn gái bác về trước đi. Đấy, cho. TV này bằng cả người đấy nhờ. Ấy, bác đi về trước nhá. Bác mua được TV là bằng cả người em gái luôn cô bác. TV này là 43 inch cô bác ạ. À, 45 inch hay 43 inch ấy. Phải có cả chú của Hải với lại cô chú. Có phải cô chú ra hộ luôn. Anh ấy chắc mở luôn ở đây đấy anh nhờ. Mở đây luôn chứ anh nhờ. Vâng. Thì mấy anh em ra đây hộ bóc cái tủ cái cửa xuống nhá. Vâng, tí em cho thằng em nó đi cùng anh. Tại vì trong này còn một bộ nữa mà. Phải xử là hôm qua đi lựa chọn nguyên một ngày đấy nhở, để mà được đấy nhở. Anh từ từ tránh ra nhé, để anh lùi thêm một tí. À, anh tắt thôi. Có cần lấy đá chèn sau đi đâu anh? Không cần đâu à? Có viên đá còn sót cho anh. Thì tháng này đi chạy cho anh lấy cái cục gạch ra đây tầm 4 viên. 2 viên gì đấy. À cái này là mình mở ra đúng. Xe này anh chắc mới mua chứ anh nhỉ, mới tinh nhỉ. Đấy, bây giờ mới lộ ra rất là nhiều này. Hả? Có một bộ đấy phải anh, bộ đấy phải. Được khoảng. Khoảng 8. Bác sứ đã bỏ cái con này đi này. Bên này này. Ở trên kia có một cái chứ. Lâu lắm rồi. Hả? Không biết đâu. Đã khó.
Sáng ở dưới thị trấn có mưa như này không anh? Ở dưới gọi dưới kia ấy. Ừ. Trên này chắc lên đỉnh 2000 kia còn có tuyết rồi đấy. Ừ. Còn chưa anh. À, năm nay có vẻ là nớ lạnh hơn năm ngoái nhỉ? Ừ. Mọi năm mà lạnh hơn nhiều. Cái áo được tố. Cái này tháo cái này trước này. Đấy. Hôm qua đi sắm đồ là rơi vào tầm được một xe luôn rồi. Nếu mà hôm nay không có mưa các bác thì có thể là còn là dùng xe máy được chưởng chút, nhưng mà hôm nay mưa quá cho nên là ra. Ừ, đúng rồi anh, cả giường, giường hết. Chỉ trừ mỗi là bộ ghế với lại hai cái bàn thờ cái thôi. Chúng ta thì nhắc ấy. Để tạm tạm vào đây á. Sử cứ bỏ xuống hết đi sử ơi, tí vứt lên sau cũng được mấy cái đấy. Cả chiếu anh ạ. Đây này thì vừa lúc vừa bốc xuống thì nó sẽ vừa kiểm luôn, tại vì sợ rằng là trong quá trình mà khi mà mua rồi đấy thì cô cửa hàng có thể là để thiếu. Chỗ này không mạng đâu anh, ở đi chỗ con xe quay quay kìa, đấy con xe kìa, thì anh ngồi ở đấy xong anh một lúc thì nó có. Cái bộ bàn ghế này là hôm qua là đích thân là em xử là lựa chọn các bác nhé. Hầu như là bàn ghế với lại giường nó là chung một màu hết, cả những cái cánh tủ nữa. Tầm mượn 10 cân thôi nhỉ? Vâng. Đấy, để có thể là để đến trên kia. Đấy, đến trên kia. Anh em cùng nhau bóc xuống lát rồi một tí nữa mình cùng vận chuyển đi sau. Bình ga đấy, sự lấy bình ga xuống. Đấy. Cái đấy thì không phải đâu, cái đấy thì không phải đâu. Cái đấy kệ đấy, vứt trên xe đi cái đấy kệ trên xe. Ở bên này không có chỗ là mở ra nhỉ. Cái này này, sử cái này này. Tha đi cái này này. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đấy. Đấy, bỏ hết dây co ra. Dây co buộc cái nào? Buộc cái nào thì phải tìm chứ. Bên này rồi. Đấy, buộc bên kia kìa. Ô, đây là chỉ bài à? Đấy, cái đấy cũng phải. Để lên trên. Đấy, để cho nó rộng rãi xuống. Để lên chưa nó mới thắng này. Đấy, để lên cái sân như kia. Đấy. Yeah.
Thôi bây giờ cứ bóc hết cái chỗ đấy ra đã, xong rồi một tí cái nào cũng phải thì mình bỏ vào đi sau. Cái này để đây chú ơi. Cái này để đây. Cái này để bên này. Đấy, để bên này. Ấy bây giờ lôi hai cái giường ra đấy, giường ấy đấy. Đấy, những cái chiếu này thì cho vào sọt cho cô đi, cho cô điệu trước đấy. Ăn chó điểm điểm này đây rồi đây. Chó điểm lên đây bạn. Ở ngoài thì cho lúc nói dặn em chỉ là nhờ người là từ hôm qua rồi nên là xe lên cái thì cũng có rất là nhiều anh lại là thêm các bác nữa hàng xóm giá hộ ấy. Ở bên kia thì em chỉ đang bóc lại thêm là cái chạm bát nữa, kia thì có hai cái tủ nữa. Ôi yêu đấy anh. Đây, cảm những cái đấy được, phải hết. Đấy, cái này xô lông nhà. Cố gắng lên phát lắm, cố gắng lên đúng không? Ta đây nào. Một cân tăng lên polo xả vói thằng như cắm điện vào đây luôn. Đấy là cẩn thận nhá, đấy là bát hay sao đúng không? Đấy, cái nào mà bát hay đúa thì phải không? Phải, đấy có phải. Đúng rồi, phải. Bây giờ hiện tại là rất là may là trong quá trình mà đang đưa được xuống thì mưa nó cũng tạnh rồi các bác, cho nên là không có ảnh hưởng cho lắm. Chúng tôi cũng mong rằng là khi mà vận chuyển hết thì mưa to đi cho quá trình mà anh em vận chuyển nó dễ dàng hơn một chút. Còn chó đây mà bắn tay dài hai nỉ nó. Nó anh chồng à nó. Đây còn hai cái tủ nữa nào cũng hết rồi. Tủ đấy cần thân có kính xử nhá. Map rồi chị. Cần thân có kính nhá. Ôi. Khóa lại lấy cái chìa khóa đấy khóa lại cho nó đừng để nó rơi ra. Tôi không làm cái gì.
Ra mống này bò. Ra một con này bò. Thế là đúng không? Đấy, vừa rồi thì cũng đã vận chuyển hết là bốc là hết xuống rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ cùng nhau để mà vận chuyển là đi vào thôi, để mà tránh trường hợp là một chút nữa mưa. Bây giờ thì mỗi người là một chuyến đồ. Như tủ kia thì liệu chắc phải tầm 2 người đấy sửa ạ. Ủa gió to quá bây giờ ấy. Thôi anh em cố gắng thôi nhá. Đây, bây giờ thì anh khi nó bốc xuống đây cũng lại đi khác để trả hàng tiếp nữa. Hôm qua thanh niên này cũng đi mua tủ đúng không? Đấy, hầu như là tất cả những món đồ của bác này thì nó đều chung một cái màu cả. Đấy, có màu đậm, màu nhạt hơn một chút thôi. Anh kia thì bác thấy tủ lạnh đi trước. Tivi thì vừa rồi vận chuyển là đi về trước rồi. Một cái tủ lạnh này, hai cái bát này. Đấy, còn mấy cái món đồ mà lặt vặt như bát đũa thì là được gói gọn hết ở đây rồi. Và cô thì cũng đã vận chuyển vào phía trước rồi. Đừng nói lạnh thì sau khi mà vận chuyển đến nhà ấy, chạy đường nước xong thì chúng sẽ gọi cái anh mà bán đồ ấy lên lắp cho cháu được luôn. Đấy, bếp gà này. Một người vác được vào không? À? Một người vác được vào không? Đúng rồi à? Đi phải hai người đấy nhỏ. Còn túi này là túi gì đấy sử? Thế nào? À, cái đồ của... Không sao đâu mà, không sao đâu mà. Đấy, không sao đâu. Đấy. Ông thì cái nào đấy ông? Cái ra, cái đấy đỏ đen rồi này hả? Phải luôn. Đấy, phải lô, có nặng lúc phải. Có cái thì nhẹ, có cái thì sẽ nặng. Đấy. Bây giờ mình vận chuyển hết cái này đi, còn cái tủ đi một tí nữa ra chuyến sau. Chuyến sau đi vận chuyển. Bình ga này nặng phết đấy, đùa đâu. Nhỉ? Đi thôi. Đi thôi. Đấy, ở đây luôn. Sửa lựa chọn cái nào? Ôi. Đấy. Đấy, bây giờ thì thành một đoàn quân đi được các bác nhá. Thắng luôn. Đấy rồi, thắng luôn. Sửa thì đang bắt cái bàn của bác. Đấy, con chó này còn đi theo nữa này. Đơn bao nhiêu cân hả Sư? 30 cân à? À, xếp hàng thành một đoàn như kiểu kiến đang tham mồi về tổ quá. Vậy mỗi người chiến mình là một lính một món đồ khác nhau. Lên trước đây này, cho nó mới thấy. Mệt quá. Sao chị không bắt đâu rồi?
Ôi dồi, khuôn đường xuống rồi. Nhảy đấy. Ra đây. Chú đây tầm bao nhiêu cân hả chú? Hả? Bữa ta bao nhiêu cân đấy? 15 thôi. 15 cân thôi nhờ? Ừ. Vừa sức nhờ? Thắng đẹp dài. Hãy đường thì rất là trơn của bác cho nên là mấy anh em không để dùng xe máy để mà vận chuyển được một chút nào cả. Ôi, còn đưa đi xe máy kia à? Dung ở nhà không? Chưa về à? Ồ. Thế sau khi mà những cái món đồ này đi vào nhà của ba ông cháu đi, cái ngôi nhà ở phần bên trong thì chắc chắn là sẽ có một cái diện mạo thật đẹp. Công nhận là mấy anh em rất là khỏe các bác. Trên mình thì còn đèo ra những món đồ và tầm 15-20 cân. Đi thì vẫn rất là nhanh. Hãy ông thì đang là dẫn đầu luôn. Vậy đằng sau nữa còn thêm là một đoàn nữa. Đằng trước một đoàn và đằng sau một đoàn. Hôm nay thì có tầm độ là 10 người. Vậy 10 người thì chắc phải tầm độ 2 chuyến đồ thì mới hết được. Cũng khá là đông người. Bây giờ thì sẽ là những chuyến mà cuối cùng rồi các bác. Những cái chuyến bây giờ thì sẽ không còn thêm những cái chuyến nào mà mình vận chuyển nữa cả. Tại đây thì những cái món đồ các bà các bác gửi cho Lực thì gửi từ độ gửi năm từ năm 2023 rồi, là tầm tháng 12 đấy. Đấy, cho nên là hồi đấy thì do là nhà cũng chưa hoàn thiện xong cho nên là cháu Đức chưa thể mà đi vào và sắm sửa được đồ đạc cho ba ông cháu. Tại hôm nay thì làm cửa xong mọi cái rồi, cháu Đức mới đi vào và sắm sửa cho ba ông cháu. Cái cửa xong thì mình để trong thì mình khóa cửa lại luôn. Đây thì những cái món đồ mà các bác gửi cho Lực ấy thì tất cả các Lực đều trích ra là mỗi bác là 1 triệu để mà thuê cái tiền là cước xe chở từ dưới kia lên.
đi xa thì như vừa rồi nó Lực cũng quay vào cái hình tất cả các bác cùng xem rồi. Một cái con xe đấy thì là hầu như là thuê cả xe rồi, không còn chỗ nào để mà nhét được vào thêm nữa. Một chú ấy đi nhanh lắm. Đấy, cuối cùng thì bây giờ cũng đã đến nhà mới rồi. Nó đã ở chỗ rồi hả? Đây đồ đạc thì bây giờ cứ để hết trong nhà đó, rồi thì mới sắp xếp lại được. Mở cả cánh cửa bên đây đi Sứ ơi. Mở cánh cửa bên đây đi. Chốt, mở chốt. Rồi đây thì cũng có khăn này, với lại thêm là đây là cái gì? Đây là cái nồi. Đây là cái khăn. Đủ thứ. Đây. Cái chiếu này thì là sẽ để ở phòng khách để ăn cơm. Nóng quá nhỉ. Cái tivi hiện tại là đang để vào góc bên này rồi. Đây là cái bình nấu lạnh. Mai lâu sau đấy. Bây giờ còn thêm một chuyến nữa nhỉ? Đấy, trong nhà thì khi mà vận chuyển đồ vào quá này cũng gần như là trong nhà thì có rất là nhiều đồ đạc đồ dùng. Ở bên kia thì còn thêm là cái ghế to nữa, hai cái tủ nữa và thêm một số đồ nữa. Lấy cái này đi vào nhà đi đây này. Vận chuyển bỏ cái tủ vào nhà đi. Tủ này tầm bao nhiêu cân đấy, nãy bác về ấy? Không biết mấy cân đâu. Cứ nhẹ mà. Nhẹ thôi à, vừa sức thôi nhờ. Đó, để trong tạm đã. Rồi thì ngày mai mình đi vào bóc và sắp xếp đồ sau. Nữa hả? Chạy. Thả tốt lắm rồi. Chắc phải đi mỗi người một chuyến nữa. Tù chắc là phải hai người khanh rồi nhỉ? Ừ. Một cái hai người rồi. Đúng rồi. Đó là sao rồi? Đó là sao rồi? Đó là sao rồi? Đó là mình cứ mở trước đi, tí mình vào không phải ấy nữa. Đấy, cứ mở to ra. Bây giờ lại tiếp tục là cuộc hành trình là đi vận chuyển hết các bác. Có khá là đông người rồi. Tới đó nhá ạ. Tới đó. Đấy, một hàng dài luôn. Tức còn vậy nhá ạ. Bà đây mới đại sử chẳng hạn máy mà này ta dân ở nó. Đấy. Ở đây thì nước thức phim hôm trước đăng tải lên thì bác Chiêm cũng có tận tay và đến tận nơi và tận tay là giúp các em trồng được những cái góc mận, góc lê xuống. Thấy độ tầm 2 năm nữa thì lại có quả để mà ăn rồi.
Đấy, bây giờ thì lại tiếp tục là vận chuyển thêm là một chuyến nữa để cho nó xong. Nó bắn nào ấy, bắn vít đi. Nó hỏng khóc rồi, sợ. Đây bắt đi sao, nọ phết đấy chỗ đấy nhỉ. Chuyến này là chuyến nặng thôi ấy. Những cái thanh giường này thì là rất là chắc chắn luôn các thanh giường đấy. Đấy, còn sót còn lại là bây giờ các bác bây giờ là cũng là chuyến thứ hai rồi. Có người thì đã điệu vào đi về trước. Còn hai cái tủ thì chắc chắn là sẽ phải tầm độ 2 người thì mới vận chuyển được hết. Cái tủ thì nó cũng nặng thôi nhưng mà nó to, nó cồng cành ấy. Ê, cẩn thận đấy. Giờ đang bàn bạc thêm một chút để mà vận chuyển được hai cái tủ này vào. Gió thì đang có rất là mạnh. Ơi tuột tuột cái gì đấy, tuột cái gì đấy hả? Không thế bây giờ còn một cái ghế nhỉ? Quay cẩn thận nhá. Bây giờ thì còn một ghế nữa các bác. Cái ghế thì một tí nữa chắc phải tầm độ 2 người ra nữa thì mới lại hết được. Đoàn nó đi rồi các bác này. Bây giờ thì lại tiếp tục đi cho nó sẽ không có cái hình nữa. Cho nó cùng cùng anh em là sẽ vận chuyển thêm là một số những cái vật dụng mà đi vào nhà để cho nó hết đi, chứ không là bây giờ cho được như thế là cũng mưa này cộng là dày đặc hơn khá là nhiều rồi. Đấy, đội con trai thì đang bê những cái đồ mà to hơn là đi sau, còn mấy anh em phụ nữ là bê những cái đồ mà nhỏ hơn. Đấy, rất là may là bây giờ hiện tại thì cũng đã vận chuyển là hầu như là về đến nhà mới hết rồi. Tại ngày mai thì tôi sẽ đi vào và có thể là trang trí hay là lắp ráp cho ba ông cháu. Thế bây giờ thì trời cũng khá tối các bác, cũng chỉ là vận chuyển đến ở nhà thôi. Đấy, còn bên này là cái bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế hiện tại là mấy anh em vẫn còn bắt đi sau thêm là cái bàn dài nữa. Còn bên này là hai cái giường. Đấy, còn bên này là cái bình nóng lạnh các bác nhé. Ở bên cạnh thì là cái tivi này và thêm là cái bếp ga.
tủ lạnh. Còn cái này là bát chén đũa này, đều đủ ở đây hết. Mỏi tay đấy nhờ, chú nhờ, anh nhờ. Đây, ông thì cũng rất là nhanh nhẹn đúng không này, vác thanh giường. Còn về hai cái giường này thì cháu Lực sẽ trích cái tiền quý ra để mà mua các bác nhé. Đấy, còn những cái vật dụng còn lại thì là thứ nhất thì có bà An Phạm này, và thứ hai thì có bà Phương Kế Phanh này, và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy này. Và ở đây tất cả những cái món đồ cháu Lực mua thì đều có giấy tờ đi theo hết các bác nhé. Đấy, cháu Lực cũng đã chụp hình và gửi cho tất cả các bà các bác là xem hết rồi. Đấy thì trước phim sau thì cháu Lực sẽ có thể là trước phim sau thì cháu Lực mới đăng tải được lên những cái phiếu đấy các bác. Hôm nay thì có vận chuyển đến nhà đó, rồi thì hôm nay sẽ vào và lắp ghép. Cái này để vào bếp luôn chứ, bỏ bếp luôn đi. Đấy, bỏ bếp luôn đi đây em. Đấy, bỏ bếp luôn. Đấy, bỏ đây luôn. Đó. Đó, bỏ tạo đấy đó, rồi thì mình tính sau nhé. Mai mình lắp ráp sau. Hôm nay thì nhìn thấy cái món đồ hôm qua mình đi chọn về đến nhà của mình thì thấy yên tâm chưa? Có rồi. Yên tâm rồi à? Thì hôm qua có sợ là người ta đánh cháo không? Không sợ đâu. Không sợ á? Ồ, thế là chứng tỏ là thanh niên này vì người ta lừa rất là nhiều đấy, đi ra ngoài ấy. Mình về mình phải kiểm tra lại xem là kính, xem kính có bị vỡ đâu không? Không ạ. Không bị đúng không? Đấy, thứ nhất là kính này, nếu mà kính này bị vỡ thì mặt nó sẽ không có đẹp nữa. Bỏ vào thì gọi là chật hết cả nhà đâu các bác. Ở trong nhà thì hiện tại là còn nguyên đồ ấy rồi thôi. Đấy, khi mà mình bỏ đồ vào thì nói chuyện nó sẽ không có vang nữa. Đấy, tủ này liệu có người để có đi được vào phòng không? Được đúng không? Ở bên kia còn một cái bàn đấy nhỉ? Có một cái bàn nữa. Cái bàn nữa đúng không? Thì bây giờ anh em mình vận chuyển đến đây nhá. Thì cũng tối rồi thì là ngày mai anh lên để anh sẽ lắp ráp cho nhá. Lắp ráp xong hết đã. Đấy, một tí nữa thì anh sẽ kiểm tra lại xem là còn thiếu đồ gì không. Thiếu đồ gì thì mình sẽ điện cho người ta luôn, và người ta bổ sung cho mình luôn. Đây đây thì người ta cũng mở cái cửa hàng ra rất là lớn đúng không? Thì cái uy tín của người ta thì cũng có uy tín thôi, cho nên là không có sợ là bị lừa lọc gì cả. Cả nhà đang chiêm ngưỡng lại thêm ngôi nhà thêm một chút nữa. Cát lồng cá nào? Hả? Cát lồng cá nào? Lồng cá ở đâu? Đấy, sương mù thì lại vào kia rất là nhiều rồi. Đấy, hầu như là những cái màu cửa này với lại đồ đạc ở trong mọi cái thì nó y xì là như một cái màu đồng giống nhau các bác nhé. Nó hơi đậm hơi nhạt thôi. Đây là thức phim này cũng khá là dài rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Đây có lẽ là ngày mai thì Lực sẽ đăng tải được thức phim. Ngày mai thì cháu Lực sẽ lên và lắp ghép cho ba con cháu được. Ở đây thì rất là phải nguyên hơn một ngày để lắp ghép được các bác. Đây bây giờ thì cũng khá là tối rồi. Đang chìm ngưỡng bình nấu lạnh với lại TV to. TV này thì đủ để xem chưa? Đủ đấy đúng không? Đây, cái này là cái giá đỡ ở TV các bác nhé. Cái này thì khi mà cháu được mua TV ấy, TV thì người ta không có giảm. Ở đây là mua thì tự động thì người ta không có giảm, nhưng mà người ta khuyến mại cho là một cái bộ và cái bộ chân này. Cái bộ chân này thì mình sẽ khoan vào tường, xong là mình lắp vào nhá. Đấy, hôm nay thì một tí nữa sẽ đi nấu cơm cho các chú ăn thôi nhỉ. Đấy, thế thì thức phim này thì anh em mình kết thúc đấy thôi. Đấy, có thấy vui mừng không khi mà đồ đạc của mình chọn lựa là về tới nhà rồi? Vui là thế là có thể là sắp được tân gia rồi nhỉ. Đấy, một tí nữa em Hải về tới nhà chắc là mừng lắm rồi nhỉ. Hải thì đã đi học rồi có bác. Đấy, còn xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn bà Vương Kim Thanh và bà An Phạm, cộng thêm là hai chị Quyền Thúy đã tài trợ những cái phần quà cho gia đình của ba ông cháu. Ở đây thì em nhớ là phần quà hôm nay là thứ nhất là có bà An Phạm nhá, thứ hai thì có bà Vương Kim Thanh, và thứ ba thì có hai chị là Nguyệt Thúy ở bên Mỹ nhá. Tất cả các bà là đều ở bên Mỹ hết nhá. Đấy. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thức phim này thôi các bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.